Ok, nay mình sẽ giới thiệu cho bạn công cụ bên mình. Ok, các bạn có thể truy cập vào website ngunvanthanh.com/lta hoặc là lta.ngunvanthanh.com. Ok, thì đầu tiên các bạn sẽ phải đăng ký một tài khoản. Ok, đây sẽ ghi là Nguyễn Văn B. Các bạn có thể nhập địa chỉ email bất kỳ. Ok, mình chỉ đặt vào phần email thôi. Mình đặt vào phần mẫu thôi. Nhưng mà mình khuyên các bạn nên sử dụng là mail chính. Lúc nào các bạn muốn quên mật khẩu muốn lại mật khẩu, các bạn có thể lấy lại mật khẩu bằng email. Ok, mật khẩu. Đăng ký. Ok, nó sẽ tự động đăng nhập vào cho bạn. Bạn chọn múi giờ, mình sẽ để mặc định múi giờ là của Việt Nam. Ok, Hồ Chí Minh. Đây, nó có thông báo là bạn cần phải mua một gói tài khoản này của bạn chưa được kích hoạt. Ok, tại mình sẽ đăng xuất và vào một cái tài khoản đã kích hoạt. Ok, khi các bạn tài khoản các bạn được kích hoạt thì các bạn vào giao diện của nó như thế nào. Các bạn để sử dụng các bạn cần phải thêm tài khoản của mình vào. Đây những tài khoản mình đã thêm rồi. Ok, mình sẽ thêm một tài khoản nữa. Mình chỉ cho các bạn thôi. Ok. Thì các bạn muốn thêm tài khoản nào thì các bạn sẽ nhập tài khoản mật khẩu để lấy access token. Đây mình sẽ nhập tài khoản của mình vào. Ok, đây các bạn có thể chọn app iPhone hoặc Android. Nhưng mà các bạn nên sử dụng bằng tính là app iPhone. Ok. Đây là sign mật khẩu. Khi sign mật khẩu bạn điện nha. Mình nhớ nhà mật khẩu. Ok. Ok, khi các bạn nhập đúng tài khoản mật khẩu sẽ hiện như thế này. Thì phần này là AC token 2 chấm rồi, phần AC token các bạn sẽ nháy đút chuột vào. Sao chép. Ok, các bạn dán xuống dưới và xác nhận. Ok, cập nhật thành công. Đây, tài khoản của bạn vừa thêm đây. Ok, khi mà các bạn tự động tham gia nhóm mà các bạn tạo thêm trang mới hay là thêm nhiều bạn bè hơn thì các bạn bấm vào đây để cập nhật thì cập nhật thêm. Ok, mà các bạn ít khi phải cập nhật như thế này đó. Ok, thì đây phần này phần thống kê số lượng lịch với bộ quản lý số lượng group fanpage. Nói chung những lịch hẹn giờ của các bạn nó sẽ thống kê đây. Ok, hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.